bồ kêu lên thấy vòng cổ hai cái chú dòng sông quê em được nghe cái lương của em hát được không? Dòng sông quê em được. Ok. Về tới cầm này hát dưới nha. À, hát nhà sống nha. Vô em. Nó đang quay live trực tiếp rồi giờ chuyển qua đâu chuyển qua đây thấy không? Tiếp tục chương trình thì ca khúc mình đặt tên sầu sau biến. Không thấy mặt. Thì to. Mình đứng này thấy. Ok thấy rồi. Ok. Quay được ra. Nãy nói tên gì em quên mất rồi. Diễm My. Ngân. À, xin lỗi anh chàng đấy. Yeah.
sáng nữa. Ok, rồi hát tiếp đi. Anh thì biết sao không? Anh là một người ta lỗ lên sản như vậy, bạn nghe mà nãy vậy á. Nhưng đam mê đâm ra mới mở ra này thôi. Anh chỉ đam mê em hát không bạn với anh chị công việc chính bạn mới theo anh là đam mê cổ đi như vậy có vợ mới anh có học đàn còn hát được không chỗ mới được đệ tử cố lên đệ tử chơi được chơi được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vui vậy? Vui anh đó. Thật ra thì